Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúng em xem video vui vẻ lắm rồi. Và ở lần này thì Khải tranh thủ mua 20 lệnh bài boss nha anh em. Và cố gắng sẽ chuẩn bị cái bát 14 cho anh em rồi. Chỉ mong anh em bát 13, anh em ủng hộ Khải lên 500 like thì Khải sẽ tiếp tục lên bát 14 nha anh em ơi. Ở video trước thì Khải đã mua được 37 cái và video này Khải mua được 20 cái nha anh em. Ok. Được coi. Rồi, giao dịch. Video này Khải mua được 20 cái, giá khá là ok. Chỉ có 180 cái thôi, 180 xu thôi, người quen bán. Đó. 20 cái đúng không? 20 nhân cho 180. 3 game số đúng rồi. Nói chung là Khải vẫn mong rằng anh em cứ ủng hộ Khải ở những cái bát đánh lên bài boss nha anh em. Hiện tại Khải đã lên bát 13 rồi. Bát 13 tính ra là Khải đánh vẫn chưa được món nào gọi là VIP anh em ơi. Chung là cũng khá là sida, khá là cùi và rất là đáng tiếc. Nhưng mà không sao, chỉ mong anh em cứ ủng hộ Khải tiếp tục lên những bát tiếp theo. Cứ lên đạt 500 like thì Khải sẽ lên bát tiếp tục thôi. Và video này là video Khải mua đợi danh để chuẩn bị lên bát 14 nha anh em. Đó, em thấy chưa? Chung là Khải hôm video trước thì Khải mua được 37 cái rồi. Video này Khải mua được hơn 20 cái nữa nha anh em. Đó, 20 cái nữa rồi nha anh em. Đó, chắc chắn là hơn một rương rồi. Chứ là Eclon Khải tranh ra nữa anh em. Rồi ok anh em xem video đừng quên đỡ lại một like, một chia sẻ để ủng hộ tinh thần cho Khải đỡ chuẩn bị lên bát 14 nha anh em ơi. Và trước khi lên bát 14 thì anh em nên nhớ rằng bát 13 chúng ta phải đạt 500 like anh em. Phải đạt 500 like ở bát 13 thì Khải mới lên bát 14 nha. Ok anh em. Và bây giờ thì đừng quên ủng hộ like, chia sẻ. Bye bye anh em. Và Khải cũng cảm ơn cũng có khá nhiều anh em hay thường xuyên ủng hộ donate Khải 50k, 100k rồi 200k để lấy tinh thần lên động lực những cái bát xem bó tiếp theo. Và Khải cảm ơn em rất là nhiều. Ok, cảm ơn rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người.